Anh xem xét bỏ cơ chế thị thực vàng. Ngành trùng tu máy bay gặp khó trước nhu cầu tăng cao. Người phụ nữ đầu tiên trên thế giới khỏi HIV sau khi được cấy ghép tế bào gốc. Thưa quý vị, chính phủ Anh cho biết, nước này dự kiến sẽ bỏ cấp thị thực theo thủ tục rút gọn cho nhà đầu tư nước ngoài, còn gọi là thị thực vàng. Thị thực này được cấp cho người nước ngoài đầu tư ít nhất 2 triệu bảng, 2,7 triệu đô la Mỹ tại Anh. Những người có thị thực vàng có thể đăng ký thường trú tại Vương quốc Anh với thời gian tùy thuộc vào số tiền đầu tư. Với 2 triệu bảng, nhà đầu tư có thể đăng ký thường trú tại Anh sau 5 năm. Thời gian này rút ngắn xuống 3 năm nếu đầu tư 5 triệu bảng và 2 năm nếu đầu tư 10 triệu bảng được ban hành vào năm 2008 nhằm khuyến khích những người giàu có ngoài liên minh châu Âu đầu tư vào Vương quốc Anh. Cơ chế thị thực này gần đây được xem xét lại do lo ngại có thể bị lạm dụng và tạo điều kiện cho tham nhũng. Hiện nay thì các ngân hàng ở Anh cũng được yêu cầu thực hiện một số cuộc kiểm tra trước khi mở tài khoản cho người nộp đơn. Bộ phát triển kinh tế Nga vừa công bố sách trắng về sự phát triển công nghệ cao ở Nga và nước ngoài. Một trong những mục tiêu chính là tạo ra nhu cầu vượt bậc đối với các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo của Nga. Sách trắng tập trung vào 10 lĩnh vực chính trong ngành công nghệ cao, gồm trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, mạng di động 5G, điện toán lượng tử, truyền thông lượng tử, hệ thống vũ trụ tiên tiến, công nghệ truyền tải điện và hệ thống điện thông minh phân tán, công nghệ tạo ra hệ thống lưu trữ điện. Sách trắng vừa ra mắt xác định những nhiệm vụ cần giải quyết trong tương lai gần, đồng thời phát triển một hệ sinh thái gồm các công ty công nghệ hàng đầu các viện nghiên cứu và trung tâm khoa học để cung cấp cơ hội nghiên cứu và tạo ra sản phẩm dịch vụ sáng tạo cho tất cả các tổ chức quan tâm. Một nhiệm vụ cũng được đặt ra là cần bảo đảm các điều kiện thuận lợi để phát triển và tăng tốc giới thiệu công nghệ mới để triển khai các dự án chiến lược và các sáng kiến phát triển xã hội kinh tế của Nga đến năm 2030. Sách trắng dự kiến được cập nhật hàng năm. Cho đến nay thì đã có ít nhất 94 người thiệt mạng sau các trận lũ quét và lở đất xảy ra vào tối ngày 16 tháng 2 vừa qua ở thành phố Petropolis của Brazil. Lực lượng cứu hộ hiện đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích. Đội cứu hộ Brazil đã tìm thấy ít nhất 24 người sống sót, nhưng hiện vẫn còn 35 người bị mất tích. Lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng, nhà chức trách đã điều động thêm nhiều lính cứu hỏa và tình nguyện viên tham gia tìm kiếm người mất tích dưới các đống đổ nát và bùn đất. Bão lớn đổ bộ vào thành phố Petropolis vào ngày 15 tháng 2 đã gây ra mưa lớn lên tới 258 mm chỉ trong vòng 3 giờ. Hơn 80 ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi và khoảng 300 người phải lánh nạn tại các cơ sở tạm trú. Liên tiếp nhiều vụ lở đất đã xảy ra sau mưa bão. Thành phố Petropolis với 300.000 cư dân đã phải ban bố tình trạng thảm họa và tuyên bố để tang 3 ngày tưởng niệm các nạn nhân. Thưa quý vị, hàng không là một trong những ngành chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19. Có thời điểm, lưu lượng vận tải hành khách hàng không toàn cầu chỉ bằng 30% của năm 2019. Nhiều hãng hàng không gần như ngừng hoạt động, 80% số máy bay nằm đắp chiếu. Tuy nhiên thì cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, ngành hàng không được dự báo sẽ cất cánh. Các hãng hàng không đều gấp rút trùng tu đội máy bay của mình, thậm chí là đặt mua thêm máy bay mới điều này đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với ngành đại trùng tu và sửa chữa máy bay Chi phí nhân công tăng cao và sự phục hồi yếu ớt của thị trường máy bay thân rộng là thách thức đầu tiên cho ngành đại trùng tu sửa chữa và bảo trì máy bay trong bối cảnh nhu cầu đang gia tăng mạnh. Số giờ bay của động cơ máy bay lớn chỉ bằng 50% so với mức của năm 2019 do sự phục hồi không đồng đều trong ngành hàng không. Sự phục hồi của ngành không đồng đều và chỉ tập trung vào một số mảng liên quan đến du lịch như máy bay thân hẹp và máy bay vận tải chuyên dụng trong khi việc vận hành máy bay thân rộng đời cũ sụt giảm mạnh. Bà Katie Westbrook, giám đốc công ty chuyên sản xuất bộ phận máy bay Spirit Aerosystem cho rằng lạm phát chắc chắn là một thách thức. Mọi thứ đều tăng cao, từ chi phí sản xuất đến nhân công. Không ít hãng hàng không dừng sử dụng các loại máy bay cũ và mua máy bay mới để bảo đảm an toàn và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng. Một khảo sát mới đây của công ty tài chính Jefferies về nhu cầu phụ tùng thay thế trong lĩnh vực không gian vũ trụ cho thấy sự kỳ vọng doanh thu tăng 11% trong năm nay. Nhiều khả năng các dòng máy bay tân tiến như 787, A350, A330 sẽ trở về mức sử dụng như mức của năm 2019 vào giữa năm nay. Có một xu hướng là nhiều hãng hàng không đang tích cực chuyển đổi các máy bay thương mại sang máy bay vận chuyển hàng hóa nhanh đại trùng tu sửa chữa và bảo trì máy bay tại châu á đã được hỗ trợ suốt đại dịch do đẩy mạnh việc chuyển đổi máy bay chở khách sang máy bay vận tải. Và điều này đã hỗ trợ ngành. Ngành đại chúng tu sửa chữa và bảo trì máy bay với giá trị ước tính 68,4 tỷ đô la trong năm 2021. Cũng theo khảo sát của công ty tài chính Jeffries, 50% số người tham gia tin rằng phụ tùng động cơ sẽ là mảng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ nhất dù nhiều hãng hàng không trì hoãn bảo trì động cơ do đại dịch. Thống kê chính thức công bố ngày 16 tháng 2 cho thấy số lao động có việc làm mới trong tháng 1 tại Hàn Quốc đã tăng cao nhất trong vòng 22 năm kể từ năm 2000 và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế. Theo thống kê, số lao động có việc làm mới trong tháng 1 tại Hàn Quốc đã tăng lên 1 triệu 135 000 người. Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam Ki khẳng định chính phủ sẽ nỗ lực chuẩn bị để giải ngân ngay khi dự thảo ngân sách bổ sung 2022 được Quốc hội thông qua nhằm giảm thiểu gánh nặng cho tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị thiệt hại do các biện pháp siết chặt giãn cách xã hội. Một nhóm các chuyên gia thuộc Đại học Queensland của Australia mới đây đã công bố danh sách hơn 45.000 loài sinh vật biển đang bị đe dọa, cho thấy mức độ tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu và các nhân tố khác đối với các sinh vật biển. Nhóm nghiên cứu hy vọng các nhà bảo tồn có thể sử dụng danh sách này để xác định ưu tiên nguồn lực bảo tồn và xác định cách thức quản lý và địa điểm tốt nhất để bảo vệ các loài nhóm cụ thể. Các nhà khoa học Nhật Bản mới đây đã phát hiện ra virus SARS-CoV-2 gây ra tình trạng lão hóa các tế bào trong cơ thể con người ở giai đoạn khởi phát. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến hội chứng COVID kéo dài. Sau khi tiến hành các cuộc thí nghiệm trên động vật, nhóm nghiên cứu đã khẳng định những tế bào bị virus SARS-CoV-2 xâm nhập đã làm tăng tình trạng viêm nhiễm gây ra hội chứng COVID kéo dài. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng cơ chế viêm có thể là lý do khiến các bệnh nhân từng mắc COVID-19 gặp phải tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, đau đầu, rụng tóc và các triệu chứng khác sau khi cơ thể hết virus. Một bệnh nhân nữ mắc bệnh bạch cầu đã trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Mỹ và là người thứ ba trên thế giới được chữa khỏi HIV sau khi được cấy ghép tế bào gốc. Bệnh nhân này đã được cấy ghép tế bào gốc từ một người hiến tặng có khả năng kháng lại virus HIV một cách tự nhiên. Bệnh nhân vừa khỏi nhiễm HIV là một phụ nữ lai, người Mỹ, 64 tuổi, đây cũng là trường hợp đầu tiên được điều trị khỏi HIV bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc lấy từ máu cuống rốn để điều trị ung thư. Sau khi được cấy ghép tế bào gốc, người phụ nữ đã thuyên giảm bệnh và không còn virus HIV trong 14 tháng mà không cần đến các phương pháp điều trị HIV mạnh. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ câu chuyện về bệnh nhân của mình. Bà ấy là người phụ nữ đầu tiên khỏi HIV. Điều này đặc biệt có ý nghĩa vì phụ nữ trên toàn thế giới chiếm hơn một nửa số người nhiễm HIV và ở Mỹ là khoảng một phần tư. Các bệnh nhân trong thử nghiệm đầu tiên trải qua quá trình hóa trị để tiêu diệt các tế bào miễn dịch ung thư, sau đó các bác sĩ cấy ghép tế bào gốc từ những cá nhân có đột biến di truyền cụ thể, trong đó thiếu các thụ thể được virus sử dụng để lây nhiễm tế bào. Các nhà khoa học tin rằng những người này sau đó phát triển một hệ thống miễn dịch kháng HIV. Cấy ghép tủy xương không phải là một biện pháp khả thi để chữa khỏi cho hầu hết những người đang sống chung với HIV. Tuy nhiên, báo cáo về việc điều trị bằng cách sử dụng máu cuống rốn khẳng định rằng có thể chữa khỏi HIV và tăng cường hơn nữa sử dụng liệu pháp gen như một chiến lược khả thi đối với HIV. Nghiên cứu cho thấy một yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là tế bào được cấy ghép là các tế bào kháng HIV. Thành công này đã tạo thêm nhiều hy vọng cho những bệnh nhân mắc căn bệnh thế kỷ này.